Một sự đáng sợ các bạn ơi. Một sự đáng sợ của một cái vùng bằng Mecca hay là kính chịu nhiệt à, hay là cái gì đây? Sợ không? Đang đun tự nhiên nổ một phát. Phá nhọn nhỏ tan tành. Này là hiện tượng gì đấy hả các bạn? Mất luôn cả vung cả lắp. Mà đây là lỗ thoát hơi vẫn bình thường. Đang tự nhiên đánh bụp một cái. Mà nồi luộc trứng hẳn hoi nhé các bạn. Wow! Thật đáng sợ. Thật đáng sợ các bạn ơi. Này. Wow. Không thể nhấc được ra. Wow. Nhỏ vụ này các bạn ơi. Wow. Này làm sao mà nhấc được. Đấy. Hiện tượng này là hiện tượng thế nào đây các bạn? Đang nấu tự nhiên nổ bộp, tưởng trứng bị nổ nhưng hóa ra là cái vung của nó bị nổ các bạn này. Các bạn nhìn này. À chà chà. Mà đun sôi một lúc thật lâu rồi. Mình tắt bếp khoảng độ chắc khoảng 1 phút rồi. Tự nhiên nổ. Mà bây giờ muốn gắp ra này các bạn nhìn này. Muốn nhấc ra không nhấc nổi. Wow. Nóng, nóng lắm các bạn ạ. Mình cứ nghĩ là cái này nó là kính chịu nhiệt. Nhưng tại sao nó lại thế này? Wow. Có nguy cơ nhấc được ra rồi. Con nhấc cho mẹ cái mâm xuống bên dưới đi để mẹ xem là nó tình hình nó như thế nào. Đúng rồi đây. Đúng rồi đây. Các bạn hãy xem mình nhấc nha. Đó, bên dưới là mình luộc 4 quả trứng. Mình lại cứ nghĩ là nó bị nổ quả trứng rồi các bạn. Đấy, các bạn nhìn này. Vỡ vụn, vỡ nhỏ luôn. Các bạn thấy không? Này thì lần sau có dám dùng cái loại vung này không các bạn? Wow. Nếu bạn nào có bị cái trường hợp như thế này thì xin các bạn hãy hồi âm cho mình xem nó là hiện tượng này là hiện tượng thế nào nhé các bạn. Đấy. Không phải là không có lỗ thông hơi. Có lỗ thông hơi rất là bình thường. Mà cái nồi này thì của mình là mình cũng vẫn dùng bình thường, hàng ngày dùng. Nhưng tại sao hôm nay nó lại như thế này mà cái kính này nhỏ vụn luôn các bạn ạ. Nhỏ nhỏ nhỏ, không còn gì để mà nói nhỏ hơn nữa. Đấy các bạn thấy này. Tự nhiên nổ đánh bụp một cái. Mình cứ tưởng là quả trứng nó bị ung nó nổ cơ các bạn ạ. Thế mình mới bảo quái trứng mới mà làm sao nó nổ, mà mình tắt bếp rồi. Được, trứng chín rồi các bạn ạ. Trứng chín rồi, tắt bếp rồi. Tắt bếp khoảng độ 1 phút rồi. Wow. Quay rộng cho các bạn xem. Ấy. Chuyện thật như bịa. Kính bằng Mecca đấy à, nồi vung lắp bằng Mecca hay là kính à, cái gì đây? Kính chịu nhiệt. Rất sợ. Nhỏ vụn luôn các bạn ạ. Bụp một cái xong tách 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 tách. Ai chà, đấy các bạn thấy không? Này mà bên dưới mà làm một cái nồi thức ăn gì thì đúng là chịu hẳn. Nhưng thật sự với các bạn là bên dưới là mình đang luộc nồi trứng. Có 4 quả trứng thôi. Không có nhiều nha các bạn. Mà trứng thì nguội nguội rồi. Này các bạn nhìn, nguội rồi, không vỡ. Trứng không vỡ. Bếp thì tắt
cách đây khoảng độ 1 phút rồi. Không đun nữa. Sợ quá rồi các bạn ạ. Thật là nguy hiểm. Đây là hiện tượng gì hả các bạn ơi? Hiện tượng lạ có thật đây. Này là mình đang đứng cạnh luôn. Mình đang đứng cạnh để mình nấu một cái nồi khác chứ không bảo là mình đi ra chỗ khác nha. Mình đứng bên cạnh luôn. Đây mình đang nấu một nồi canh cá chua bên cạnh. Nhưng cái bếp này của mình là mình cũng tắt rồi. Mình đang dầm xấu, mình đang nêm nếm nên mình đang nấu một nồi canh cá chua này. Cá nấu xấu. Ai chà. Sợ quá các bạn ạ. Này thì lần sau ai có dám dùng đến cái loại kinh vung bằng kính này không? Đấy, đây, còn ít này. Bỏ tay ra. Đấy, nó nhỏ mịn, nhỏ vụn ra thế này này. Cái này, đấy, cứ nhỏ xíu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu các bạn thấy cái trường hợp này đã bị rồi thì các bạn hãy cho mình biết là lý do tại sao nhé. Chứ còn mình từ giờ trở đi chắc là còn hai cái nồi vung kiểu này nữa là mình không dám dùng đâu các bạn ạ. Mình thật sự sợ rồi đấy. Này mà nếu như mà rơi vào cái nồi thịt, nồi cá thì chắc là chỉ có bỏ thôi các bạn ạ. Nhưng của mình nó là cái nồi trứng thì mình vớt trứng ra là mình vẫn sử dụng bình thường. Lấy 4 quả trứng. Wow. Chuyện lạ có thật các bạn ạ.